nghệ sĩ Thanh Hằng thú gì. Mẹ ơi con mời mẹ nha. Ủa sao Thanh Hằng bước ra không ai la liền vậy? Trời ơi dạ. Không có trống ai coi 14 cũng phải vui chứ. Mẹ chơi bài chấm đầu đây nè. Dạ. Sao ạ? À? Dạ. Hả? Sôi động, sôi động. Sôi động phải không? Rồi. Muốn sôi động rồi, mới sôi động mà. Muốn sôi động rồi, sôi động bây giờ. Rồi. Chúc xuân Xuân Kiều đó phải không? Dạ, chút xíu Xuân Kiều rồi, mời bạn. Bởi vì bây giờ, trước tiên là Thanh Hằng cũng chúc mừng em là trúng iPhone. Phải nói rằng là cái gì của mình là của mình, đúng không quý bà con cô bác? Đúng rõ ràng không? Không sao, mình sẽ còn có nhiều may mắn, nhiều may mắn khác nữa. Không được cái này thì sẽ được cái khác. Dạ. Để đáp lại tấm chân tình thương yêu của con gái của Thanh Hằng đó là Lộ Lộ. Thanh Hằng sẽ gặp cái gì khán giả thương yêu lâu quá rồi không có gặp. Bây giờ sẽ một nhạc phẩm rất là sôi động của nhạc sĩ Vũ Quốc Bình được mang tên Con Trai Miền Tây. Thank you.
Con có môn nữa. Cấm trèo, điện giật, đổ ngã té, loài hỏng. Cấm đi hiếu động, cấm bờ đời, không đứng gần nguy hiểm giới tính. Cấm bờ đời hiếu động, không đứng gần nguy hiểm giới tính. Dạ đúng rồi, ngày rất là nhiều, hôm nay là hát ở chơi rất là mệt, là còn xuống đây chơi với tụi con nữa, hôm nay sinh nhật đoàn 5 năm nè. Vậy đó hả? Dạ, dạ. Ủa vậy là con là hợp lý quá hả? Hợp lý lắm luôn đó. Đúng là hợp lý, mẹ đâu có hay là sinh nhật của đoàn đâu. Dạ. Nhưng mà phải nói là đến đây để được gặp quý vị khán giả thân yêu đã yêu mến Sài Gòn Tân Thời suốt bao nhiêu năm qua. Đó là một cái điều trân trọng và rất là trân quý. Khán hàng xin thay mặt cho Lộ Lộ và toàn thể tất cả anh chị em trong đoàn và xin tri ân quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và cảm ơn rất nhiều. Chúc sức khỏe. Mời con gửi tặng mẹ nha. Ủa sao con đưa cái iPhone mẹ luôn rồi? Mẹ có còn một tên. Tí siêu cảm ơn mẹ. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Rồi quý vị thân mến, và ngay bây giờ cùng lại đây anh với chúng ta hướng mắt sẽ bắt đầu giờ sớm. Mời quý vị à. Con số 8